Anh tưởng mỗi mình anh đi làm thôi à? Em cũng đi làm mà. Nhưng em còn phải về sống trông con nữa. Còn con cái ấy, xét trông được thì trông, không thì thuê thêm giúp việc đi. Kể từ giờ ấy, mấy cái thịt thả, hoa quả, sữa để tao ăn hộ là được rồi. Bố mẹ mày bận ý, thì để tao thay bố mẹ mày dạy mày. Chị cứ yên tâm, em coi Linh như con ruột ấy. Hôm qua tao bảo mày lấy tiền của mẹ mày đâu, đuôi sao nào? Mày chống đối tao đúng không? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đối với những khách hàng khó tính như vậy, cậu phải thật bình tĩnh giải quyết. Đấy, phải đưa ra xem khách hàng, ý thích của khách hàng như thế nào thì cậu mới làm được chứ. Sao bây giờ cái gì cậu cũng làm xong, không xong rồi cậu lại đổi hết lên tôi là sao hả? Đây. Đấy, mẹ mày về rồi đấy. Chị ơi, có chuyện gì thế ạ? Con. Cô dạy lại con của cô đi. Đi học cả tuần không sao, được hôm ở nhà thì cô nhìn này. Ui dồi ôi, vẽ bậy hết cả lên tường nhà của tôi. Rồi cái gì đây? Túi sách của tôi mà nó phá tan tành như thế này à? Hả? Linh, mẹ bảo với con ở nhà là phải ngoan mà, sao con lại phá đầu của bác như thế? Hư này, lần sau có như vậy nữa không? Ní, mẹ đánh cho con đau cho con nhớ. Này, lần sau con như vậy nữa ấy, là mẹ cho con về quê đấy, con có biết không hả? Thôi, cô là mẹ cái kiểu gì đấy? Cô không biết dạy con à? Đúng là mẹ, mẹ hỡi ơi, mẹ quá mổ. Mà cô có dạy con ấy, cô mang con cô vào trong phòng mà dạy, chứ đừng ở giữa nhà của tôi mà đánh nó như thế. Điếc hết cả tai rồi đây này. Em xin lỗi ạ, em vừa dạy dỗ cháu rồi. Cái túi của chị hết bao nhiêu để sang tháng em nhận lương em gửi cho chị nhá. Cô nghĩ cô đền được cái túi của tôi à? Cái túi của tôi là túi hàng hiệu đấy. Nếu mà cô đền được ấy, thì tôi nghĩ cô nên mua một cái nhà mới, sau này gia đình của cô dọn ra ngoài đấy mà ở, để đừng làm phiền đến tôi. Chuyện đấy thì vợ chồng em vẫn đang cố gắng. Còn cái túi của chị thì thôi, coi như là tôi bố thí cho cô được chưa. Còn từ bây giờ ấy, đi làm ít thôi, chăm lo cho con cái nữa, chứ không thì hỏng người đấy. Mẹ ơi, có phải con lại làm bác giận người không ạ? Không biết phải sống sao cho vừa lòng người trong nhà này nữa. Còn con nữa đấy, gây ít chuyện thôi. Tôi vào nhà đi. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao anh không để ngày mai dẫn về đi? Em muốn nói gì thì nói, đừng có móc mỉa anh. Anh đi làm về đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Anh tưởng mỗi mình anh đi làm thôi à? Em cũng đi làm mà. Nhưng em còn phải về sống trông con nữa. Mà con đâu phải một mình của em đâu. Anh xem, anh có xứng đáng làm bố không? Thế em không thấy anh đang nai lưng ra ngoài kiếm tiền cho con cho em à? Hả? Hay là em cứ muốn ở nhà chị gái anh mãi? Còn con cái ấy, xét trông được thì trông, không thì thuê thêm giúp việc đi. Anh làm sao? Trời ơi, hai vợ chồng im đi không hả? Có để cho con nó ngủ không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cãi nhau ấy, để lúc khác rồi cãi. Đêm khuya như thế này rồi thì phải để cho người khác ngủ chứ. Em xin lỗi chị ạ. Vợ chồng con cái đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi mà còn không biết được. Nào, Linh ngoan nào, há miệng, ăn đi, cô còn đi dọn dẹp nhà cửa nữa. Nào, Linh ngoan, ăn đi mới lớn được chứ. Nào, làm gì mà ồn ào thế? Cô là ai đấy? Sao lại vào trong nhà của tôi? Cô là ai? Em là giúp việc mới ạ. Chị Hạnh mới thuê em đi làm từ sáng nay.
giúp việc á? Dạ. Ôi giời ơi, tôi đã không hiểu cái nhà này là như thế nào đây. Hai đứa ăn hại đã chưa đủ rồi, bây giờ lại còn lôi thêm một đứa về nữa. Thế tôi có phải là cái chủ của căn nhà này không hả? Mà thôi đây, cô đợi tôi một tí. Con Hạnh này. Chị... Tôi bình tĩnh. Sao gọi điện mãi không nghe nhỉ? Mà cô ấy, cô làm được việc không đấy? Chị nhìn em trẻ người non dạ, kinh nghiệm trong trẻ nhiều lắm, chị tin em. Chị cứ yên tâm giao Linh với cả nhà cửa cho em. Cô đã nhận tiền rồi ấy, thì phải làm cho ra làm. Cô nhìn đi hả? Rác rưởi bầy bừa lộn xộn như thế này à? Dọn ngay cho tôi. Mà cô nên nhớ ấy, tôi là chúa ghét cái loại để nhà cửa bẩn thỉu lộn xộn nhá. Còn cô ấy không làm được thì cuốn gói ra khỏi nhà của tôi, nghe rõ chưa? Dạ dạ. Mặt cứ cưng lên. Những người mặt trẻ khó tính, bảo sao già khú quần ế, ra đường mạ nó rước. Cháu như thế, bác là người tốt, bác quý mẹ cháu, thương cháu lắm. Việc của nhà mày à? Này, tự ăn đi, không có ai đâu. Cái loại tiểu thư con nhà giàu chúng mày ăn lắm là cái gì? Tốn cơm, tốn gạo ra. Anh ơi, kể từ giờ ấy, mấy cái thịt thả, hoa quả, sữa để tao ăn hộ là được rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn đi. Mà dám mách bố mẹ cô mày ấy thì liệu hồn tao đi chưa? Tao đến thì tốt sao đấy, nghe chưa? Bực hết cả mình. Mẹ, mẹ ơi, con sợ. Cô bất ngờ à? Mà cái đống đồ ăn này có phải là cô cho con bé ăn hết không? À, vâng, bé ăn ạ. Con bé cho bé này một sức trộm vía chị ạ. À, nó ăn hết? Dạ. Mà cô cho nó ăn hết rồi ấy, sao rác rưởi cô bày ở đấy? Cô không dọn đi. Dọn ngay đi. Đây, mồm đây này. Ăn cháo xong rồi lấy ra để cô lau cho nhá. Đây này, cô lau cho nhá. Alo, cô đang ở đâu đấy? Hả? Tôi nói cho cô biết nhá, trần đời tôi chưa thấy một đứa em dâu nào như cô đấy. Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà cô còn không về nhà, hả? À, bây giờ là cô ỷ, cô có tiền, cô thuê ô xin, rồi cô vứt hết chồng con cho nó, cô không thèm quan tâm. Tôi nói cho cô biết, bây giờ con cô sinh ra, cô không chăm. Thế cô làm cái gì? Hả? Mà tôi lại ghét nhất người lạ ở trong nhà của mình, cho nên cô liệu mà về sớm tống khứ nó ra khỏi nhà cho tôi. Còn cô dọn dẹp chỗ này ngay đi.
Lát nữa chị có đi công tác 2 ngày, em ở nhà trông Linh giúp chị nhá. Chị chồng chị có hơi khó tính một chút thôi, nhưng mà chị ấy không ý gì đâu. Không, Linh muốn mẹ ở nhà cơ. Em ơi này, chị cứ yên tâm, em coi Linh như con ruột ấy. Linh ngoan nha, ở nhà chơi để cho mẹ Hạnh nó đi kiếm tiền chứ. Con có nhớ cô dặn gì không? Con ngoan nhá, con ở nhà chơi với cô Mỡ, rồi tối bố với cả bác Hồng Anh về với con nhá. Mẹ đi đây, chị đi nhá. Dạ. Ở nhà chơi ngoan nha. Hồi nãy mày cái mách lẻo gì với mẹ mày đúng không? Cháu không có. Tao thấy rồi đấy, hồi nãy tao không kịp ngăn lại ấy, mẹ đã phun ra hết rồi. Coi chừng tao ấy. Hôm qua tao bảo mày lấy tiền của mẹ mày đâu, đuổi sao nào. Gì? Sẽ có mấy đồng này? Tầm này không đủ tao đi ăn bát phở ấy. Mày chống đối tao đúng không? Ừ. Hôm qua mẹ mày mới lấy lương cơ mà. Mày chống đối tao đúng không? Hả? Mày chống đối tao đúng không? Bỏ hắn ra! Linh! Có sao không? Con có sao không? Không, không phải như anh chị nghĩ đâu ạ. Con sợ lắm mẹ ơi. Con bỏ đói con, con suốt ngày đánh con. Cô còn bảo nếu con nư, cô sẽ lột da con và bán con sang nước ngoài. Gì đây? Linh! Cô sao mày đổ ăn cho cô như thế? Chị ơi, không phải đâu. Mày im mồm! Mày ngồi xuống. Cái loại mặt như mày ấy, tao sớm đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng tao chưa có chứng cứ để vạch mặt mày thôi. Con sai rồi, cô đừng đánh con. Con bé Linh bình thường có bát cháo ăn cả ngày không hết, hoa quả rồi sữa nó cũng chúa ghét, mà tại sao dạo này hôm nào cũng ăn sạch bách thế nhở? Nè em Bảo, anh đánh cho em con 39. Ừ, hết bao nhiêu mai em giả. Ừ, à em mới có chỗ làm mới rồi, chủ nhà ngu lắm, giao cho em toàn quyền. Ừ, ở đây á, ăn uống tẹt ga, con bé lại bị dễ dọa. Em lôi đầu đánh cho nó vài trận, giờ nó gặp em sợ xanh mắt. Ừ, em đâu huấn luyện nó, lấy trộm tiền của bố mẹ nó, trời mới biết được. Ừ, thế nhá. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Thắng, cái loại người như thế em không nên đôi co làm gì. Hôm qua nhân lúc cô ta đi chợ, chị đã thuê người về lắp camera và nộp lên cho công an rồi. Còn cô, chuẩn bị mà vào tù ngồi mục xương đi. Cô đã sáng mắt chưa? Anh ơi, em xin anh. Chị ơi, em xin chị. Anh chị làm thế khác gì chuyện đường sống của em đâu ạ. Mày mà cũng có con đường sống á, thế mày có cho nó một con đường sống hay không? Một đứa trẻ con mới chỉ có vài tuổi thôi mà mày hành hạ nó như thế. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức, nếu không tao sẽ gọi người về đánh cho mày một trận đấy. Cút! Chị à, em cảm ơn chị nhé. Nếu như không có chị thì không biết Linh phải chịu khổ cực đến bao giờ nữa. Đúng vậy đấy ạ. Hôm qua chị có nói với em mà em lại không tin chị. Bây giờ chị mà nói thì lại bảo là chị lắm lời. Nhưng mà chị hận nó một thì chị hận cậu Mợ 10 cơ. Cậu Mợ làm bố mẹ cái kiểu gì vậy? Đi làm suốt ngày. Đấy, cậu Mợ nhìn xem cái nhà nó có ra cái nhà hay không. Rồi con này, để lăn lóc củ bất củ bơ, vợ chồng một ngày không nói chuyện được với nhau nổi một câu. Thế thì là một cái gia đình à? Bây giờ bớt đi làm lại, có trách nhiệm với gia đình một tí đi. Bọn em sẽ rút kinh nghiệm chị ạ. Thì thôi, tôi cũng khá là mệt mỏi với cái kiểu rút kinh nghiệm của cậu Mợ rồi. Bây giờ cậu Mợ lớn rồi, tự suy nghĩ đi.
Mà thôi, chị cũng không thể nào chứa nổi gia đình cậu mợ ở trong căn nhà của chị nữa. Ngày mai lập tức rời khỏi căn nhà của chị ngay. Chị ơi, rồi chị đuổi vợ chồng em thì vợ chồng em biết ở đâu ạ? Với cả rồi có thuê nhà thì cũng không kịp được ạ. Ở đâu thì tự cậu mợ phải tìm chứ, liên quan gì đến chị? Đây, nói đùa thôi. Cầm lấy, đây là căn chung cư mà chị mới mua. Tuy nó không to nhưng mà cũng đủ sống cho hai vợ chồng. Mà chị cho mượn thôi, sau này đi làm kiếm tiền rồi thì phải trả lại cho chị đấy. Còn nếu không ấy thì là bán đi, mua một cái căn to hơn mà ở. Nghe lời chị dặn này, bây giờ có nhà rồi, bớt tập trung lo công việc mà tập trung lo cho gia đình, lo cho con cái. Như thế là chị vui rồi. Bọn em cảm ơn chị nhiều lắm. Anh cảm ơn chị ạ. Con, anh cảm ơn bác đi. Cảm ơn bác.